lưu lại ngay đi này. Bài thuốc cứu người trúng gió chỉ trong vòng 1 phút, bất kỳ ai cũng nên học thuộc. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc hay cấp cứu người bị trúng gió kịp thời trước khi đưa đến các cơ sở y tế. Trúng gió là chứng bệnh mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Nếu không biết cách cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng méo miệng, cắm khẩu. Trúng gió là căn bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi. Biểu hiện của bệnh như miệng sùi bọt, chân tay cứng đơ, đau bụng, đầy hơi, mỏi vai đau đầu, nặng hơn có thể dẫn đến chứng cắm khẩu, méo miệng. Theo y học cổ truyền, cây kinh giới có tính ấm, thơm ngọt. Kinh giới là vị thuốc trong rất nhiều bài thuốc quý. Kinh giới có tác dụng thúc đẩy tiến mồ hôi, phân tiết giải co cứng, đẩy mạnh tuần hoàn máu, ngoài da, tiêu viêm, an thần, hạ sốt, giãn phế quản, chống dị ứng. Kinh giới dùng để trị các bệnh như ngoại cảm phong tà, phát sốt, nhức đầu, tắc mùi, ho, mẩn ngứa, sởi mới phát ban, mụn nhọt, đau họng, thủng độc, chảy máu cam, ho, nôn ra máu, đại tiểu tiện ra máu, rong kinh, băng huyết, sản hậu, cắm khẩu, tứ chi co quắp. Trong gia đình, nếu có người bị trúng gió, phải làm ngay theo cách sau. Nguyên liệu: lá kinh giới 200g, rượu 50ml, chảo, chày, cối. Cách làm: lá kinh giới cho lên chảo, sau thật kỹ, cho lá bị cháy đen nhưng không thành tro. Nếu thành tro thì sẽ không còn dùng được nữa. Sau khi sao kỹ thì cho lá kinh giới vào cối, dùng chày tán nhuyễn, cho thêm 50ml rượu gạo, đảm bảo đã chuẩn bị trước đó và hòa tan đều. Cách dùng: dùng dung dịch rượu pha kinh giới đổ vào miệng người bệnh. Trong trường hợp người bệnh bị cứng không mở được miệng thì dùng miếng chanh sát vào lưỡi để mở miệng người bệnh ra, sau đó đổ dung dịch rượu kinh giới vào. Sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Lá kinh giới có mùi thơm dễ chịu, vị cay, tính ấm, có chứa 1% tinh dầu. Hoa kinh giới phát hẳn, làm ra mồ hôi, mạnh hơn cả lá kinh giới. Mẹo xử lý nhanh khi bị trúng gió. Theo các bác sĩ, hơn 70% nguyên nhân trúng gió méo miệng là do nhiệt độ thấp, làm tê liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Dây thần kinh có chức năng chi phối tất cả các cơ bám da mật. Đây là dây thần kinh chạy nông nhất mặt. Đây là dây thần kinh chạy nông nhất trên mặt, giao song song với mạch máu vùng tai. Khi bị lạnh đột ngột sẽ gây co mạch nhanh, máu không nuôi dưỡng được và khiến dây thần kinh số 7 bị tổn thương. Bị liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt sẽ không thể cử động được. Miệng và nhân trung méo xẹp về phía bên lành, chảy nước miếng, nước mắt, ăn uống rơi vãi, nói cười khó khăn. Do liệt cơ khép vòng mi khiến nhãn cầu bị đẩy lên nên mắt chỉ còn lộ lòng trắng, không nhắm, chớp được mắt. Bị liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt sẽ không thể cử động được. Miệng và nhân trung méo xẹp về phía bên lành, chảy nước miếng, nước mắt, ăn uống rơi vãi, nói cười khó khăn. Do liệt cơ khép vòng mi khiến nhãn cầu bị đẩy lên nên mắt chỉ còn lộ lòng. Do liệt cơ khép vòng mi khiến nhãn cầu bị đẩy lên nên mắt chỉ còn lộ lòng trắng, không nhắm, chớp được mắt. Mắt luôn mở trừng trừng nên gây nguy hiểm nhất đối với mắt. Trúng gió méo miệng do liên quan đến hệ thần kinh nên có thể để lại hậu quả nghiêm trọng hoặc di chứng lâu dài nếu không được sơ cứu, điều trị kịp thời, đúng cách. Khi bị trúng gió méo miệng, cần xử lý nhanh như xoa bóp tại chỗ, đánh gió. Về phương pháp xoa bóp, bản thân người bị trúng gió méo miệng có thể dùng hai ngón tay cái bấm vào hai bên má nơi chỗ trũng, giao điểm của khớp hai hàm trên dưới. Nếu bấm vào có cảm giác đau nhiều là đúng vị trí. Cùng lúc há miệng ngốp nhiều lần, vừa ngốp vừa bấm nhấn huyệt. Miệng méo bên trái thì nhấn bên phải mạnh hơn để miệng kéo về bên phải. Nếu miệng méo về bên phải thì nhấn mạnh bên trái để điều chỉnh lại. Làm như vậy cho đến khi ngáp thấy miệng há to thành hình tròn là được. Về phương pháp đánh gió, có thể dùng rượu gừng, dầu để đánh gió, cho người bệnh uống nước đường, gừng nóng hoặc sữa nóng rồi ủ ấm. Với người bị huyết áp cao, ngay lập tức phải cho họ uống thuốc hạ áp để ổn định huyết áp, rồi đưa đi bệnh viện hoặc phòng khám đông y gần nhất. Ngoài ra, còn có một số kinh nghiệm dân gian để xử lý nhanh cho những người trúng gió méo miệng như
dùng vôi sống xào giấm, giã nát và trộn xèn xèn. Hễ méo bên này thì bôi bên kia, miệng mặt sẽ căng trở lại. Lấy lá mít giã nát với chút vôi, đắp lòng bằng tay. Hễ méo bên này thì đắp bên kia. Cho người bị trúng gió ăn cháo hành, tía tô nóng với lòng đỏ trứng gà cũng đem lại hiệu quả tích cực. Trên đây chỉ là một số phương pháp xử lý nhanh khi bị trúng gió méo miệng, thường hiệu quả cho những người bị nhẹ. Còn với những trường hợp bị nặng, cần khẩn trương đưa đi bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và chữa trị chính xác. Tùy mức độ tổn thương mà bệnh sẽ khỏi nhanh hay lâu. Nếu liệt một nhánh thì sẽ phục hồi nhanh hơn việc bị liệt cả nhánh trên, nhánh dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đặt củ hành vào tai chừng 5 phút và chờ kết quả. Kết quả nhận được vượt xa cả sự mong đợi. Bạn đang giữ trong tay một bảo bối mà không hề tốn kém chút nào. Đó chính là những củ hành vẫn thường nằm khiêm tốn trên giá bếp. Hành không chỉ góp phần làm món ăn thêm ngon miệng mà còn bảo vệ cơ thể và sức khỏe của bạn nữa. Bạn bị đau tai và cảm thấy nhức nhối không thể chịu đựng được. Đừng lo, bởi chỉ cần một củ hành là đủ để làm cơn đau phải tan biến. Hành có tác dụng kháng viêm và làm suy yếu các vi khuẩn gây ra cơn đau. Vì vậy, nếu lần tới bạn đau tai, hãy cắt lấy phần lõi ở trên trong củ hành đập vào tai, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu trở lại. Cũng giống như tỏi, hành có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Uống một cốc nước hành sẽ giúp bạn phục hồi nhanh hơn mỗi khi cảm lạnh hay bị cúm. Cách chuẩn bị rất đơn giản. Bạn chỉ cần đun sôi nước, sau đó thả một ít hành sắc nhỏ vào và chờ trong vài phút. Mặc dù tách trà hành có vị hơi khó chịu, nhưng đảm bảo sẽ cho thấy hiệu quả bất ngờ. Còn nếu bạn muốn khỏi bệnh nhanh hơn, hãy ăn hành sống khi bạn có đủ can đảm. Uống một cốc nước hành sẽ giúp bạn hồi phục nhanh hơn mỗi khi cảm lạnh hay bị cúm. Bụi bay vào mắt. Thật khó chịu khi có bụi bay vào mắt bạn. Phản ứng thông thường là dùng tay dụi cho tới lúc mắt bạn đỏ hoe lên. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Một mét nước nhỏ dành cho bạn. Hãy cắt phần lõi của hành ra từng miếng đến khi mắt bạn đẫm nước. Nước mắt sẽ rửa trôi mọi bụi bẩn bên trong và làm đôi mắt trong sáng hơn. Tất nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng quá. Đặc biệt, nếu đó là hành cũ lâu ngày, có thể đã bị mốc, hạt lõi đã bị phun dịch nhiều chất bảo quản. Chảy máu tay. Nếu bạn lỡ cắt vào tay trong khi làm bếp, hãy nhanh chóng dùng một lát hành đắp lên vết thương. Nó không chỉ giúp bạn cầm máu mà còn sát trùng và chấm viêm. Hơn nữa, vết cắt cũng sẽ nhanh chóng hiền lại trong thời gian ngắn. Vết sẹo. Có lẽ bạn không hề biết rằng bí quyết để xóa các vết sẹo cơ thể lại nằm trong phòng bếp nhà mình. Hoàn toàn đơn giản. Bạn chỉ cần lấy nước ép từ hành rồi thấm vào một miếng vải và đắp lên vết thương. Bạn hãy thử xem. Khi bị ong đốt. Một số loài ong đặc biệt nguy hiểm. Chúng có thể khiến da bạn đỏ tấy và đau rát trong suốt một ngày trời. Ngay sau khi bị ong đốt, hãy rửa vết thương bằng nước lạnh rồi đắp một lát hành lên đó. Hành sẽ hút chất độc ra ngoài và làm chỗ sưng dịu lại trong phút chốc. Hành là phương thuốc hoàn toàn tự nhiên, rẻ tiền, lại vô cùng hữu ích nữa. Vì vậy, lần tới đi chợ, đừng quên mua thêm một vài củ hành dự trữ trong bếp nhé. Tất nhiên, hành còn nhiều công dụng khác mà chúng ta chưa biết hết. Nếu bạn còn những bí quyết nào khác, hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng vội tới bác sĩ. Nếu bạn bị bệnh này, chỉ cần dùng đinh lăng là khỏi ngay tức thì. Đọc bài này xong, quyết định trồng một chậu nhỏ trong nhà. Bị những bệnh này, đừng tới bác sĩ,
hãy dùng đinh lăng là khỏi, vừa an toàn lại hiệu quả bất ngờ. Các nước ở khu vực châu Á thường sử dụng lá đinh lăng như một loại thuốc bổ, chống viêm, giải độc tố và làm thuốc mỡ kháng sinh. Lá cây đinh lăng cũng được sử dụng để chữa các bệnh về tiêu hóa. Củ cây đinh lăng dùng để làm thuốc lợi tiểu, giải nhiệt, chống kiết liệt và điều trị dây thần kinh và đau khớp. Ngoài những lợi ích được sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học, cây đinh lăng còn được sử dụng làm cây cảnh hoặc gia vị. Chữa bệnh tiêu hóa. Lá cây đinh lăng đem sắc lấy nước uống, dùng để chữa các bệnh dạ dày như đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy. Ở Malaysia, người ta thường sử dụng phương pháp chữa bệnh trĩ bằng cách sắc lá cây đinh lăng thành bột mịn và cho vào một khối dài, xoa bóp trên trực tràng trước khi đi ngủ. Củ và cành đinh lăng được sử dụng để làm sạch nướu, răng và điều trị làm giảm viêm loét miệng. Đinh lăng vị thuốc đặc trị cho người đau thắt ngực. Đau thắt ngực là bệnh của mạch vành, có mấy nguyên nhân chính thường gặp: co thắt mạch vành, xơ vỡ động mạch, hình thành cục máu đông. Ngoài việc dùng thuốc, món ăn cũng giúp bệnh nhân trong quá trình điều trị. Xin được giới thiệu một số món ăn để bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng linh hoạt khi cần thiết. Cháo đinh lăng tiêm lợn. Lá đinh lăng dùng lá non 60g, tiêm lợn 1 quả, gạo tẻ 100g, gia vị vừa đủ. Tiêm lợn thái mỏng, ướp gia vị, lá đinh lăng rửa sạch thái ngắn, gạo tẻ đãi sạch, bỏ chung gạo và lá đinh lăng nấu thành cháo. Khi cháo chín kỹ, cho tiêm lợn vào nấu thêm ít phút cho chín đều, cho gia vị ăn nóng. Công dụng: hỏa huyết bổ tâm, bệnh nhân có tiền sử đau thắt ngực nên dùng. Cháo đàn sâm chim bồ câu. Đàn sâm 40g, chim bồ câu 1 con, gạo tẻ 100g. Chim bồ câu làm thịt, bỏ nội tạng, băm nhỏ nêm gia vị, phi hành mỡ rồi cho thịt chim vào xào chín kỹ. Đàn sâm sắc lấy nước, cho gạo vào nấu thành cháo. Khi cháo chín, cho thịt chim bồ câu vào trộn đều, cho gia vị ăn nóng. Đàn sâm bổ khí hoạt huyết, thông mạch, chim bồ câu bổ nội tạng, bổ tinh tủy. Bệnh nhân đau thắt ngực, thiếu máu, hồi hộp nên dùng. Bệnh thận. Cây đinh lăng được xem là loại cây có tác dụng lợi tiểu và có công dụng để điều trị bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận. Phần lớn, củ đinh lăng có nhiều lợi ích nhất. Ở Indonesia, những người mắc bệnh thận được khuyến cáo uống nước ép lá đinh lăng để lọc thận.